Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu chanh sữa này. Hãy cùng tô với mình nha. Nutella. Bên này thì mình sẽ tô màu đỏ. Các bạn nhớ theo dõi hết video để xem thành quả của mình nhé. Thank you.
chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đây. Các bạn hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những clip hướng dẫn tô màu lần sau nha.